Ngày 12 tháng 9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đăng tải 12.028 trang sao kê tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 với tổng số tiền lên tới 527,8 tỷ đồng. Việc làm trên nhằm đảm bảo tính minh bạch, giúp tất cả mọi người có thể theo dõi toàn bộ việc ủng hộ trong thời gian qua. Hiện tại, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương cũng đã đăng tải cụ thể danh sách các tổ chức cá nhân ủng hộ qua số tài khoản từ ngày mùng 1 tháng 9 đến ngày mùng 10 tháng 9 năm 2024. Sau khi động thái này được ủng hộ từ cộng đồng, nhưng cũng từ đây, nhiều người đã phát hiện ra trò chỉnh sửa hình ảnh của một số cá nhân để thổi phồng số tiền đã ủng hộ nhằm đánh bóng tên tuổi trên mạng xã hội. Một ví dụ điển hình là cựu vận động viên thể dục Louis Phạm, tên thật là Phạm Như Phương, cô bị cộng đồng mạng tố đã photoshop hóa đơn chuyển khoản đến mặt trận Tổ quốc, ủng hộ đồng bào một khoản tiền ít hơn rất nhiều so với con số thực. Trước sự chỉ trích của cư dân mạng, Louis Phạm cũng nhanh chóng lên tiếng, có thể có những người tên giống mình chuyển khoản cùng một nội dung hoặc ai ghét mình chuyển khoản giống nội dung. Ngay từ đầu mình nói không công khai vì vậy mình vẫn sẽ không công khai. Lời giải thích này của TikToker Louis Phạm tiếp tục gây sóng gió trên mạng xã hội. Trong thông tin trước đó, Louis Phạm chia sẻ ảnh màn hình chuyển khoản tiền đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, dù không nói rõ cụ thể số tiền, nhưng cư dân mạng đều đoán cô phải chuyển tiền vài trăm triệu bởi cô dùng 8 icon chiếc lá che số 0 và lấp ló có con số 5 ở đầu dãy. Nhiều người cho rằng cô quên góp khoảng 500 triệu đồng, thế nhưng mới đây, dân tình lại trích và kiểm tra lại bản sao kê ra một bill có thông tin được cho là khớp với nội dung tên chuyển khoản của Louis Phạm nhưng số tiền chỉ là 500.000 đồng. Ngoài ra, còn rất nhiều trường hợp khác xuất hiện trong bảng sao kê khiến cư dân mạng bức xúc. Một anh chàng tên DHH chia sẻ đã chuyển đến 30 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, nhưng thực tế trách theo tên thì chỉ có 30.000 đồng. Một tài khoản trên Tris tên DA chia sẻ chuyển 100 triệu đồng ủng hộ, nhưng khi trách lại chỉ có 10.000 đồng hay khó tin hơn nữa là một người tên TTD khoe chuyển khoản 100 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nhưng quên mất không photoshop tên của mình nên bị dân tình trách ra là đã chuyển lại cho chính tài khoản cá nhân chứ không phải chuyển cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Và không ít những trường hợp khác đã đứng lên kêu gọi mọi người đóng góp, bán hàng online và nguyện quyên góp hết số tiền bán hàng. Dù thống kê được 10 triệu đồng nhưng ở bản sao kê lại cho thấy chỉ đóng góp 100.000 đồng. Hay có người photoshop không kỹ thay vì gửi cho mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì lại chuyển khoản cho mặt trời Tổ quốc Việt Nam. Ông Phạm Đức Long, cán bộ hưu trí ở quận Ba Đình, Hà Nội bức xúc. Trong khi cả nước đang đồng lòng hướng về các tỉnh bị thiên tai lũ lụt với hàng nghìn hộ dân ở trong cảnh màn trời chiếu đất, thì không ít đối tượng lại lợi dụng hoàn cảnh đó để làm màu, đánh bóng bản thân, dựng phong bạt che mắt thiên hạ. Họ đua nhau chia sẻ hình ảnh đã chuyển khoản vài trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng cho mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhưng thực tế, số tiền chỉ là vài chục nghìn đồng, thậm chí họ còn photoshop lệnh chuyển tiền thành công hoặc tự chuyển lại cho chính mình. Nếu mặt trận Tổ quốc không công khai toàn bộ bản sao kê, những đối tượng này vẫn được cộng đồng mạng tung hô lên đến tận mây xanh, nào là mạnh thường quân, người có tấm lòng Bồ Tát. Khi sự thật phơi bày, sự dối trá này, những lòng thương giả tạo, phách này đã khiến nhiều người dân thực sự phẫn nộ, đặc biệt là bà con tại các vùng mưa lũ. Không chỉ có vậy, điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của các hoạt động tư thiện thực chất, đến những cơ quan tổ chức đứng lên quyên góp nhận tiền và sau cùng người chịu thiệt thòi nhất, đau xót nhất chính là người dân đang gặp khó khăn hoạn nạn. Ông Long chùa xót nói. Với quan điểm tương tự, chị Trần Thu Vân, nhân viên ngân hàng ở quận Tây Hồ, Hà Nội cho rằng làm từ thiện là tùy tâm. Và trong lúc khó khăn, ai quên góp bao nhiêu cũng là đáng quý. Bởi một miếng khi đói bằng một gói khi no. Song điều quan trọng nhất khi làm từ thiện là sự chân thành, minh bạch và trung thực. Khi tình thương bị mang ra làm màu, được che đậy bởi sự giả tạo và gian dối, thì nó còn có ý nghĩa gì nữa? Đáng buồn hơn, một số cá nhân còn đại diện cơ quan đơn vị để chuyển tiền ủng hộ đồng bào bị bão lũ với số tiền vỏn vẹn 10.000 đồng, 50.000 đồng. Điều này cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi phải chăng đã có sự bon rút tiền từ thiện của tập thể, hành vi này có vi phạm pháp luật. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 12 tháng 9, Tổ công tác của Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bắt quả tang ông Lê Văn Hồng Trinh, thẩm phán Tòa án Nhân dân huyện Rồng Riềng, Kiên Giang, có hành vi nhận hối lộ. Ông Trinh bị bắt khi đang nhận 30 triệu đồng của bà HKL, nguyên đơn trong vụ án tranh chấp đất đai. Trước đó, ông Trinh từng yêu cầu bà HKL trung chi 100 triệu đồng mới đưa vụ án tranh chấp đất đai ra xét xử. Tuy nhiên, từ đầu năm 2022 đến tháng 9 năm 2024, bà L đã nhiều lần đưa tiền cho ông Trinh với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng, nhưng Trinh vẫn chưa đưa vụ án ra xét xử. Đến ngày 11 tháng 9, ông Trinh yêu cầu bà L đưa 30 triệu đồng. Bức xúc với hành vi trên, bà L đã làm đơn tố hành vi của ông Trinh đến cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Tòa án Nhân dân huyện Rồng Riềng xác nhận, cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bắt ông Lê Văn Hồng Trinh với hành vi trên. Tuy nhiên, đơn vị vẫn chưa nhận được thông báo chính thức cụ thể từ cơ quan chức năng về vụ việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Theo thông tin mới nhất, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát thông báo số 2 nội dung liên quan, việc kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ của bị hại, đường sự cho vụ án Trương Mỹ Lan và Đồng Phạm xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn và các đơn vị liên quan. Thông báo của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nêu rằng, để đảm bảo quyền lợi của các bị hại, đường sự, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các bị hại, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ. Nếu thông tin cá nhân và số lượng trái phiếu không trùng khớp hoặc có sai sót thì làm đơn yêu cầu điều chỉnh gửi tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tại phiên tòa sắp tới, bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 32 bị cáo bị xét xử với các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, trong đó bà Lan bị xét xử cả ba tội danh nêu trên. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm từ ngày 19 tháng 9 tới đây. Phiên tòa do Thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó tòa hình sự Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa, dự kiến diễn ra trong 30 ngày. Cáo trạng công bố tại phiên tòa sắp tới cho biết, bà Lan thành lập tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nắm giữ 60% cổ phần và là chủ tịch hội đồng quản trị từ khi thành lập đến nay. Ở tội danh rửa tiền, bà Lan và 8 đồng phạm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu ở tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bà Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Từ năm 2018 đến năm 2020, bà Lan đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị cáo thuộc cấp sử dụng công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Secha phát hành 25 mã trái phiếu khống, 308 triệu trái phiếu. Ở tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà Lan đã huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư, thu về số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng. Mới đây, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án và thi hành lệnh bắt tạm giam 12 bị can để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng. Các đối tượng gồm Bùi Tấn Lộc, Bùi Tấn Giang, Đặng Quốc Vũ, Trần Minh Quân, Nguyễn Nhật Nam, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Ngọc Vàng, Phạm Thái Khang, Nguyễn Thanh Trúc, Nguyễn Thanh Giang và Danh Ngọc Sơn. Các đối tượng có độ tuổi từ 18 đến 35, chú tỉnh Tiền Giang và Kiên Giang. Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 3 tháng 8, Bùi Tấn Giang cùng nhóm đối tượng gồm Nam, Huy, Sơn, Giang đang tổ chức nhậu ở nhà của Phạm Thái Khang ở xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Sau đó, Khang có nhờ cả nhóm bạn lên xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để đón em của Khang về nhà do em của Khang có mâu thuẫn với nhóm của Trần Minh Quân và bị chặn đường không cho về. Sau đó, nhóm của Giang chạy 3 xe mô tô trên đường tỉnh 870, đoạn thuộc xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì gặp nhóm của quân. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát dùng hung khí đánh nhau và gạch đá ném vào nhau gây dối trật tự công cộng trên đường 870. Trong lúc đánh nhau, Giang bị quân dùng súng bắn vào vòm họng gây thương tích. Giang bị gãy 6 cây răng ở hàm dưới và bị rách ra ở vòm họng. Khang bị đánh gây thương tích ở phần đầu và tay trái. Các đối tượng khác dùng gạch đá ném nhau qua lại và dùng hung khí truy đuổi lẫn nhau, gây dối trật tự. Được khoảng 10 phút thì cả hai nhóm nghe nói công an đến nên bỏ đi. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân xã Bình Đức, huyện Châu Thành và Ủy ban Nhân dân xã Trung An, thành phố Mỹ Tho có công văn đề nghị cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây mất trật tự công cộng của hai nhóm đối tượng trên. Thôn Làng Nủ nằm bên dòng suối Hiền Hòa, dưới chân núi Con Voi, ở xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, vài năm nay nơi đây được khai thác làm điểm đến tham quan du lịch cho khách trong và ngoài nước. Nhưng sau thảm họa lũ quét ngày mùng 10 tháng 9, 37 nóc nhà thôn làng nủ bị san bằng, rất nhiều người thiệt mạng và mất tích, đẩy nhiều gia đình vào cảnh ly tán. Bà Hoàng Thị Sợi vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa khi nhớ lại trận lũ quét khủng khiếp vùi lấp 37 nóc nhà, vùi lấp con dâu và ba cháu nội của mình. Nhà bà sợi cách thôn làng nổ khoảng 1 km. Cách đây 6 năm, con trai cả của bà lập gia đình rồi chuyển lên khu vực dưới chân núi con voi sinh sống. Dạng sáng mùng 10 tháng 9, xã Phúc Khánh đổ mưa to. Bà chuẩn bị đi lập lại mái nhà thì nghe thấy tiếng nổ. Nhưng chỉ nghĩ đó là tiếng mìn. Người phụ nữ 52 tuổi không ngờ, sau tiếng nổ đó, thác lũ ào ào chút xuống, cuốn trôi cả gia đình con trai. Bà sợi kể, gia đình con trai tôi có 5 người, gồm hai vợ chồng nó cùng ba người con lúc xảy ra lũ quét con trai tôi cố gắng trèo vào cứu vợ và các con nhưng đành bất lực trước dòng nước lũ hiện con trai tôi bị gãy chân rất nặng nằm điều trị ở bệnh viện chỉ tay về khu vực gia đình con trai từng sinh sống bà sợi không cầm được nước mắt mất tiền mất nhà còn làm lại được chứ giờ tôi mất con mất cháu thì đến khi nào nỗi đau này mới ngồi ngoài quay trở lại vị trí từng là ngôi nhà của mình một người đàn ông may mắn sống sót cũng chỉ thấy một phần còn sót lại của chiếc xe máy, cái bao cám vịt, cái khay cài mạ, trước lụt, nháo ngửa góc bên kia. Nhưng cơn lũ ống khủng khiếp đã làm toàn bộ ngôi nhà bốn gian bay lên không trung và trôi xa về phía khác vài trăm mét. Nhà cửa, vợ con ông đã bị nước lũ cuốn trôi hết, không còn gì, thi thể của vợ ông cũng bị cuốn theo ngôi nhà trôi xa cả trăm mét. Gặp lại những người còn may mắn sống sót, người đàn ông này không cầm được nước mắt. Ông nói, không biết làm gì chỉ mong các chú bộ đội giúp tìm thấy con. Nhà cửa tài sản của gia đình cũng mất hết. Hai con trâu trôi cả, quần áo cũng không còn gì. Bộ quần áo ông đang mặc ba ngày nay cũng chưa có cái để thay. Nhà cách khu vực xảy ra lũ quét khoảng 200 mét. Bà Hoàng Thị Xây, 42 tuổi, cũng cho biết từ khi xảy ra lũ quét, người dân thôn làng nủ chưa đêm nào ngủ ngon giấc. Họ vừa sợ hãi, vừa xót thương cho những người thân, hàng xóm của mình. Bà Xây kể khi phát hiện lũ ầm ầm đổ xuống, nhiều người hô hoán nhau chạy đi, thế nhưng bùn đất cứ liên tiếp dồn xuống, đẩy người mắc kẹt ra xa. Bà xây nhớ lại, lúc ấy chúng tôi ở trên bờ cũng bất lực, không làm gì được, cứ thế, những người mắc kẹt chìm dần, chỉ số ít người bám vào cây, bò được vào gần bờ thì chúng tôi cứu được.